Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái phần 2 trên 3 của bài 9 Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào Thứ nhất ta có từ menji -chi". Menji -chi âm hóa Việt là diện tích và vẫn còn dùng trong tiếng Việt Chúng ta xem ví dụ bên dưới Mì của tờ menji ta

Mỹ quốc de diện tích rất lớn. Nhật Bản de diện tích nào? Nhật Bản de diện tích nào? Không thái đại. Không thái đại. Như vậy chúng ta học thêm được một từ mới đó là rữa bệnh, Nhật Bản là Nhật Bản. kế tiếp nữa ta có từ thứ 15, à từ thứ 15 đọc là bài. Bài. À âm việc là bắt hoặc là bá thì vẫn còn dùng ví dụ như là cửa hàng bách hóa nè rồi bách phát bách trúng nè trăm phát trăm trúng đó hay là bá là bá tánh là trăm họ thì vẫn còn dùng nghĩa là trăm như vậy chúng ta muốn nói một trăm chúng ta nói là y bài y bài hai trăm là liễn bài liễn bài cũng có vùng ở Trung Quốc người ta nói là er bài cũng được ba trăm là san bài sanh bài và chín trăm là chiếu bài chiếu bài chúng ta cùng đọc nè y bài lén bài san bài chiếu bài chúng ta xem ví dụ bên dưới nì xẻ xeo dù tố sào cơ xẻ sơn nì xẻ xeo dù tố sào cơ xẻ sơn trường của bạn có bao nhiêu học sinh ủ bài tố ủ bài tố ủ bài là năm trăm ủ bài tố là hơn năm trăm dù quay quả rỉnh mà Dù quay quả rỉnh mà Có người nước ngoài không Mỹ dụ Tôi sẽ dễ nạn rỉnh Mỹ dụ tôi sư dễ nạn rỉnh Không có, đều là người Việt Nam cả Mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Nì xẻ xeo dù tôi xào cơ xẻ sơn Ủ bài tố Dù quay của rỉnh mà Mỹ dụ tôi sẽ dễ nạn rỉnh cái tiếp nữa ta có từ thứ 16 đó là từ quan. Quan âm ấn Việt là vạn, vẫn còn dùng trong tiếng Việt, ví dụ như vạn sự khởi đầu nan. Ví dụ thế. À, có nghĩa là 10.000 cũng có khi dịch là vạn. Như vậy là 10.000 ta sẽ nói là dĩ quan, vì quan là thanh tư cho nên dĩ đọc là dĩ, dĩ quan. Rồi 20.000 là liền quan. liền quan cũng có vùng người ta nói là er quan. 80.000 là ba quan ba quan 90.000 là triệu quan triệu quan và sữa quan là 100.000 tức là 10 lần cái 10.000 á thì ta nói là sữa quan chúng ta xem ví dụ bên dưới xin quên hủ trí miễn sư dù tố rỉnh khổ xin quên hủ miễn sư dù tố rỉnh khổ xin hỏi <laughs> thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu dân số Ta gai yo chiếu bài quan rỉnh khổ Ta gai chiếu bài quan rỉnh khổ Có khoảng 9 triệu người Có khoảng 9 triệu người 9 triệu dân số Thay tố là Thay tố là đông quá Tuy Vâng à, Chúng ta cùng đọc nào Chuyện quên khủ trí miễn sư Dù tố sao rỉnh khổ Ta gai yo chiếu bài quan rỉnh khổ Thái túa là tuê. kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 17, đó là từ côn lị. Côn lị là âm hóa Việt là từ công và lý. À, thì không thấy dùng với cái nghĩa là, không thấy dùng với cái nghĩa là km nữa. Nhưng mà ví dụ tách ra từ công là công ty, nó sẽ dùng chữ này. Công tức là chung á. Và lị là lý thì hôm trước chúng ta có gặp rồi, lị là bên trong á. À, nhưng lị cũng có nghĩa khác là lý tức là dặm. Ừ. nếu một từ lì không thì là dặm dặm Trung Quốc á thì nó chỉ khoảng là nó chỉ là 500 trăm mét thôi còn cuốn lì thì nó sẽ là km km là bằng một ngàn mét á chúng ta xem ví dụ bên dưới xin vui nì xeo xin xe xin hỏi trường của bạn có xa không? 我学校很远我学校很远 xe xe trường của tôi rất xa dù tố duyện Dù tố duyện tức là xa bao bao nhiêu Tức là bao nhiêu cây số đó Ta cai sửu con lì lù Ta cai sửu con lì lù Khoảng 15 cây số như người Trung Quốc khi chỉ cái khoảng cách mà đo bằng đường đi thì người ta hay thêm cái từ lu với đằng sau. Như vậy là mình nói cái khoảng cách mà đo bằng đường đi thì mình sẽ thêm từ lu với đằng sau cũng lì Khoảng 15 cây số đường, mình dịch là khoảng 15 cây số. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Xin quên nì xe xeo không? mà Wo xe xeo khẩn duyền Dù tố duyền Ta 15 con lì Kế tiếp nữa ta có từ thứ 18 là Phiển vang công lì Phiển vang công lì Phiển vang, âm hán Việt là bình phương Bình phương tức là vuông Như vậy là phiển vang công lì là km vuông km vuông. Ta xem ví dụ bên dưới. Chuyển quên Trung Quốc tờ miền chi sư tố sọ. Xin quên Trung Quốc tờ miền chi sư tố sọ. Xin hỏi diện tích của Trung Quốc là bao nhiêu? Ta cai chịu bài lưu sử quan phiến phán quân lị. Ta cai chịu bài lưu sử quan phiến phán quân lị. Khoảng 9 triệu 600 000 km vuông chiếu bài lưu sữa quan thiện phán Cung lị tức là 9 triệu 600 ngàn km vuông chúng ta à, tính làm sao để ra được thì chúng ta có này nha chiếu bài lưu sữa à, chúng ta viết ra 960 rồi quan là 4 số 0 tức là vạn là 10 ngàn là 4 số 0 như vậy là 960 rồi chúng ta thêm 4 số 0 và nữa thì ra thành 9 triệu 600 ngàn Duyên ảnh á à, còn diện tích của Việt Nam thì sao Duyên ảnh đó Ta gai sanh sửa sanh quan, thiện văn quân lị. Ta gai sanh sửa sanh văn quân lị. Khoảng 330.000 km vuông. kế tiếp ta có từ thứ 19. Từ thứ 19 đọc là sầu so tu Sầu so tú là thủ đô thì từ này cũng còn dùng và không có từ thay thế. À, từ tú này trước đây ta gặp nó đọc với một cái âm khác. Đó là tô tô có nghĩa là đều còn bây giờ tu thì có nghĩa là âm mình dùng âm với việc là chữ đô ví dụ như là chiến tú là kinh đô trận tú là thành đô sầu tú là thủ đô âm với việc là đô chúng ta xem ví dụ bên dưới xin quên trung quốc xin hỏi thủ đô của trung quốc á, gọi là gì treo đây là gọi gọi là gì treo bầy chiến Chào Bắc Chiến gọi là Bắc Kinh Rư bình sầu sầu Còn thủ đô của Nhật Thì gọi là gì đó đây có nghĩa vậy Thủ đô của Nhật thì gọi là gì Chào tung Chiến Chào Tôn gọi là Đông Kinh Tokyo thì tiếng Trung Quốc gọi là Đông Kinh Như vậy ta có từ Tôn Chiến là Tokyo nha Cái tiếp nữa chúng ta À, có từ thứ 20 đó là từ đã lì nạ và lì ghép vào thì thanh ba hai thanh ba đi liền nhau thanh ba thứ nhất đổi thành thanh thứ hai như vậy ta sẽ đọc là nã lì âm hán việt là ná và lý thì không thấy còn dùng trong tiếng việt nữa nhưng có một số bạn yêu cầu nên mình cũng để âm hán việt vào ừ. với từ này có nghĩa là đâu à, chúng ta tìm hiểu ví dụ nè truyền quên trung quốc diễn hãng sẽ nã lì xin hỏi ngân hàng Trung Quốc ở đâu? Tại chiến biên sửa tư lưu khổ Tại chén biên sửa tư lưu khổ sửa tư lưu khổ trước đây ta học có nghĩa là ngã tư chén biên sửa tư lưu khổ tức là cái ngã tư ở phía trước Ở ngã tư phía trước á ma Duyền ma có xa không? Bố thai duyền Bố thai duyền không xa lắm Tôi xin đi Tô xê này cảm ơn anh nhiều. Như vậy là cảm ơn nhiều ta nói là tô xê. Đừng nói là xê xê thành tô. Tô xê. Thiên âm văn Việt là thính. À, thính tức là nghe thì vẫn còn dùng ở trong tiếng Việt. Ví dụ như thính giả là người nghe. Thính phòng chẳng hạn. Thính phòng, này, thính giả. Này. Rồi khiếm thính này, vẫn còn dùng. À, từ đây chúng ta mở rộng thêm ví dụ như thiên số trước đây ta học cái từ số là nói bây giờ ghép vào thiên số là nghe nói à, ví dụ nghe nói anh ấy không khỏe là thiên số tha sinh thì phù họ nghe nói ngày mai anh ấy không đến thiên số miệng thiên ta pu lại cái tiếp ta có từ thiên hoa thiên hoa là nghe lời từ hoa này nằm ở trong tiên hoa một từ hoa không có nghĩa là lời ông nói việc là chữ thoại đó thiên hoa là nghe lời Ví dụ như là anh ấy rất nghe lời tha hình thiên hoa à, Thiên hoa Nếu phủ định thì là pu thiên hoa à, Vậy thôi Chúng ta xem ví dụ bên dưới Thiên số xèo lĩnh biên là sư sí ma Thiên số xèo lĩnh biên là sư sí ma Nghe nói bạn lâm bệnh rồi có đúng không? Sư sì à Sư sì à Chín thay Hôm nay bạn ấy phải đi khám bệnh Uh, chúng ta cùng đọc lại nha thiên số sẽ liền biên là sư ma sư à sư khan biên kế tiếp nữa chúng ta có một cái câu thành ngữ uh, tiếng việt mình cũng hay dùng uh, chúng ta cùng đọc nào bài thiên bu rủ ý chen bài thiên bu rủ ý chen bài thiên là trăm nghe Bô rủ là không bằng Ý chen là một thấy Như vậy là trăm nghe không bằng một thấy cũng có cách nói khác là bài quẩn puru yi chen à, Chữ văn cũng có nghĩa là nghe à, Nhưng mà ở trong văn nói thì người ta chấp nhận là bài thiên puru yi chen Trăm nghe không bằng một thấy Kế tiếp chúng ta có từ thứ 22 Từ thứ 22 đọc là yin yue Yin yue âm hán Việt là âm nhạc thì vẫn còn dùng trong tiếng Việt Yin là âm và yue là nhạc à, Cái nghĩa của nó là nhạc hay là âm nhạc cũng được Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Ní xì hoan thiên yên duê ma. Ní xì hoan thiên yên duê ma. Bạn có thích nghe nhạc không? Bố thai xì hoan. Nì nơ. Bố thai xì hoan. Nì nơ. Không thích lắm. Còn bạn thì thế nào? Phê sáng xì hoan. Phê sáng xì hoan. Mày thiên của tôi thiên yên duê. Mày thiên của tôi thiên yên duê. Mỗi ngày tôi đều nghe nhạc. 我只喜欢看书我只喜欢看书 Tôi chỉ thích xem sách thôi Từ trừ này trước đây ta sẽ gặp nó trong trữ họ Tức là đành hoặc là đành phải gì đó Thì tách một từ trừ ra có nghĩa là chỉ 我只喜欢看书 Tôi chỉ thích xem sách thôi Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Nghĩ sĩ hoan thiên nhiên duyên mà Bố thai sĩ hoan Nghĩ 非常喜欢. Mỗi ngày我都听音乐。我只喜欢看书。Như vậy mở rộng là chúng ta sẽ có ví dụ muốn nói nhạc Trung Quốc thì chúng ta nói là Trung của Âm Nhạc, Trung của Âm Nhạc, nhạc Việt Nam là Việt nạn Âm Nhạc, Việt Nam Âm Nhạc, nhạc nước ngoài, Ngoại của Âm Nhạc, Ngoại Quốc Âm Nhạc. Ví dụ tôi chỉ thích nhạc Việt Nam thôi. Wo wo Cái tiếp nữa ta có từ thứ 23 đó là từ xian tai. tai ông Việt là hiện đại thì vẫn còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt mình. Và cái nghĩa cũng là hiện đại luôn. Như vậy ta có mở rộng thêm một từ nữa, từ đối lập với nó đó, từ trái nghĩa nó là cũ tiền, cũ tiền, cũ với tiền. Hai thanh ba thì ta đọc là cũ tiền, cú tiền là cổ điển cổ điển ví dụ ní hoan 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 bạn thích nhạc hiện đại hay là thích nhạc cổ điển vậy quá hoan hoan tôi thích nhạc hiện đại chúng ta cùng đọc nha 你喜欢现代音乐还是喜欢古典音乐？我喜欢现代音乐. <laughs> kế tiếp nữa ta có từ thứ 24 là từ của từ của nằm ở trong trung của mề của à, Trung Quốc Mỹ Quốc gì đó quốc có nghĩa là nước. ông à, nói việc là quốc thì trong tiếng Việt vẫn còn dùng nhiều có nghĩa là nước hoặc là quốc gia. À, chúng ta xem ví dụ bên dưới <laughs> xin quên quảng sơn hủy của lama ma quên quảng sen sơn hủy của lama à, xin hỏi ông vương đã về nước chưa hủy là về hủy cha là về nhà hủy của là về nước nếu cái trường của mình mình đi đâu đó mình nói bây giờ về trường thì sen ra hủy sẽ sao nếu mình làm việc ở ngân hàng thì có thể nói là hủy diễn hẳn về ngân hàng cũng được miễn thiên thái chiêu hủy của là miễn thiên thái chiêu hủy của là Ngày mai ông ấy sẽ về nước rồi Ngày mai ông ấy sẽ về nước rồi Tha lại Duyên nạn tôi chịu là Tha lại Duyên Nán tôi chịu là Ông ấy đến Việt Nam bao lâu rồi Tôi chịu là bao lâu Lèn nén túa là Lèn nén túa là. là hơn 2 năm rồi Lèn nén là 2 năm Lèn nén tôi là hơn 2 năm Chúng ta cùng đọc nha. Xin hỏi, Quảng Sê Sơn hủy của là ma miễn thiên ta chưa hủy của là Ta lại Việt Nam tối chiều là liền nền tối là Kế tiếp nữa ta có từ chẳng Chẳng âm pháp Việt là chữ trường Trường thì vẫn còn dùng trường có nghĩa là dài á à, trường cũ là lâu dài thiên trường địa cũ á. trường đó à. Còn ví dụ như đoạn trường thì có trường khác Trường đó là ruột, đoạn trường là đứt ruột Có chữ khác Trường này có nghĩa là dài Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè Chỉnh quên đa lý sử chẳng ma quên đa lý sử chẳng ma Xin hỏi lịch sử Việt Nam có dài không? Duy nản đa lý sử hình chẳng Duy lý hình chẳng Lịch sử của Việt Nam rất dài Mỹ của lịch sử đó. Mỹ của lịch sử đó. Còn lịch sử của Mỹ thì sao? Mỹ của lịch sử Mỹ của lịch sử Lịch sử của Mỹ thì không dài. Và chúng ta mở rộng thì tua sản là dài bao nhiêu? dài bao nhiêu? Kế tiếp nữa ta có từ y chiên. Y chiên có nghĩa là đã. Để nhấn mạnh cái việc gì xảy ra rồi á thì ông với việc là chữ dĩ và chữ kinh thì chữ kinh là kinh tuyến vĩ tuyến kinh vẫn còn dùng dĩ là vẫn còn dùng nhưng mà à, dĩ kinh thì không còn à, với cái nghĩa là đã ví dụ của lão sư ý kiến sư sử tôi suy là của sư sư là thầy của tôi đã hơn 40 rồi hơn 40 tuổi rồi hoặc là xin dài ý chí ngủ tiền là xin dài ngủ tiền là bây giờ đã 5 giờ rồi à, chúng ta xem một cái ví dụ nữa lầu sư ý chí lãi là mà lầu sư ý chí lãi là mà thầy đã đến chưa à, ngay chỗ này không có gì chí thì thôi lầu sư lại là mà cũng được thầy đến chưa cũng đây là thầy đã đến chưa thì ý chí nó có tác dụng nhấn mạnh thôi tha lại là tha lại là à, ông ấy đến rồi từ dì chiến biểu thị một động tác hay một sự thay đổi đã hoàn thành hoặc đạt đến một cái mức độ nhất định nào đó. Như vậy đã 40 tuổi hay đã 5 giờ rồi tức là đạt đến một cái mức nào đó. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Wǒ lǎo shí yī như vậy nghe những cái chỗ này nếu mà chúng ta bỏ y chiến đi thì câu nó cũng không thay đổi nghĩa nhưng mà cái mức độ nhấn mạnh nó chưa cao thôi. kế tiếp chúng ta có từ thứ 27 đó là từ thưa piệ. Thưa piệ, ông Hán việt là đặc biệt và cũng còn dùng ở trong tiếng Việt mình. Thế riêng từ đặc biệt ở trong phạm vi của bài, bài này á, thì nó là một cái từ để chỉ mức độ. Như vậy hôm nay ví dụ hôm nay đặc biệt nóng có nghĩa là hôm nay cực kỳ nóng hoặc là hết sức nóng. À, thơ bẻ ở đây nó cũng giống như phê sản vậy ta hiểu như vậy ví dụ trung của the xe thiên thiên chi sầm mà trung Quốc the xe thiên thiên chi sầm mà giang mùa hè ở trung quốc thời tiết thế nào thiên chi thơ bẻ rơ thiên chi thơ bẻ rơ à, thời tiết cực kỳ nóng đặc biệt nóng hết sức nóng gì đó chiều thiên thiên chi sầm mà Chiu thiên, Mùa thu thì thời tiết thế nào Chiu thiên, chơi lẻng khoai Chiu thian, thian chi最好, lẻng khoai Mùa thu thời tiết là tốt nhất đấy Rất là mát mẻ, hình lẻng khoai à, Từ đây chúng ta tách ra một từ bẻ thôi Bẻ có nghĩa là đừng à, Đừng dùng trong lời khuyên Ví dụ đừng đi là bẻ chi Đừng đến là bẻ lại đừng nói là bẻ số như vậy bẻ đứng trước các cái động từ từ thứ 28, 28 ta có từ gia Trâu gia Trâu âm việc việt là á châu thì có nghĩa là châu á thôi chúng ta xem ví dụ bên dưới xin quên trung xin quên trung của nào? xin hỏi trung quốc ở đâu xây gia châu gia Trâu à, ở châu á Mì của nó Mì của nó Còn Mỹ thì ở đâu Nơ này có nghĩa là tận dụng câu hỏi bên trên đó. Mì của bụi trái gia trô Trái mì trô Mì của bụi trái gia trô mì trô Mỹ không ở châu Á Mỹ ở châu Mỹ Rồi chúng ta có thêm từ mới là mì trô Mì trô có nghĩa là châu Mỹ Và đến đây tôi xin kết thúc à, Phần 2 trên 3 của bài 9 xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi các bạn cũng nên đăng ký vào cái kênh của mình nếu như các bạn thực sự muốn theo dõi thường xuyên các bạn đăng ký vào kênh thì các bạn sẽ kịp thời có những cái thông tin khi có clip mới xin chào mọi người